Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diện mạo tuổi 15, con gái út nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xinh như hot girl. Lớn phỏng phao ở tuổi 15, con gái út nghệ sĩ Hồng Vân sở hữu gương mặt thanh tú, được người người hâm mộ, hết lời khen ngợi vì xinh như hot girl. Bên cạnh sự nghiệp, dàn hoàng tử, công chúa nhà sao Việt cũng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Không ít nghệ sĩ nhận được cơn mưa lời khen khi đăng tải những hình ảnh, khoảnh khắc xinh xắn của con lên mạng xã hội. Trong đó, Bí Ngô, con gái út của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng được netizen hết lời khen ngợi cho gương mặt thanh tú, nét xinh xắn được thừa hưởng từ mẹ, cũng như tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Bức ảnh nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đăng tải cho thấy sự giống nhau giữa ba mẹ con. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trò chuyện cùng Gian. Bí Ngô, tên thật là Lê Ngô Bảo Châu, sinh năm 2007, là con gái út của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh. Trong những bức ảnh gần đây được diễn viên gái già lắm chiêu đăng tải trên trang cá nhân, Bí Ngô lớn, phỏng phao và có phần tăng cân nhẹ ở độ tuổi 15. Kiểm soát cân nặng ở giai đoạn dậy thì vốn là điều khó khăn đối với nhiều người. Tuy nhiên, dù có phần bầu bĩnh hơn trước, những đường nét trên gương mặt cùng chiếc cằm V-Line thương hiệu của cô bé cũng không hề thay đổi. Thường xuyên đăng ảnh selfie trên mạng xã hội, dù có mờ ảo nhờ filter, nhưng gương mặt của cô bé vẫn khiến nhiều người xao xuyến vì nét xinh xắn vốn có. Bí Ngô giống hệt mẹ trong khung hình này, cô chọn mẫu đầm dài che khuyết điểm, đi cùng để kiểu tóc mái dài. Từ khi còn nhỏ tuổi, của để dành này của nghệ sĩ Hồng Vân đã khiến nhiều người xem thổn thức vì vẻ ngoài đáng yêu không chỉ hạ gục khán giả qua gương mặt xinh xắn, Bí Ngô còn sở hữu phong cách thời trang tinh nghịch, phù hợp với lứa tuổi. Tính cách vui vẻ, thiện cảm của cô bé cũng khiến gia đình nghệ sĩ nhân dân rộn ràng tiếng cười. Ngay từ nhỏ, những đường nét xinh xắn trên gương mặt Bí Ngô đã được thể hiện rõ. Con gái cưng của nghệ sĩ còn thường xuyên được mẹ cho đi chụp ảnh, đánh dấu những cột mốc đặc biệt của mình. Có thể thấy, dù ở độ tuổi nào, mái tóc dài vẫn là thương hiệu của Bí Ngô. Lớn lên, cô bé đã biết điều đà với váy yếm và áo hở vai, nhưng nguồn năng lượng xinh xắn này không ngừng toát ra từ cô bé đáng yêu và đa tài này. Theo những chia sẻ của Hồng Vân, con gái út có năng khiếu ở cả lĩnh vực kịch, múa và hát. Giống chị gái, đây cũng là gen tốt cho cô bé thừa hưởng từ bố mẹ nổi tiếng. Dù vậy, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân không cho con tham gia các hoạt động giải trí từ sớm mà dành thời gian cho việc học. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù có cá tính mạnh mẽ, Bí Ngô vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm với các thành viên trong gia đình. Được biết, cô bé hiện đang theo học tại một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc học tập, Bí Ngô cũng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như diễn xuất, đam mê ca hát và nhảy múa. Không ít khán giả dự đoán Bí Ngô sẽ trở thành một trong những hot girl nổi tiếng của làng giải trí Việt trong tương lai. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vẻ xinh đẹp của cô bé này? Hãy để lại bình luận dưới phần comment nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.